Đấy ông cụ, ông đây cụ 70 tuổi đây, đang đáp chiều 3m2 nhá. Chiều nay đang gió cũng tương đối đẹp đây. Gió ngon đấy. Đây đang gió đang ngon. Mấy ngày rồi không được. Mấy ngày này không thả được ông? Ừ. Tuần chưa? Tuần này ông không thả được chưa? Được 4 năm ngày rồi. 4 năm ngày rồi ạ? Ừ. Ông có cảm thấy ông ghiền thả nhiều không? Cứ ra lại bác về. Cứ ra lại bác về. Này chắc được đấy, này gió to đấy. Thả nó quen rồi nó vui. Vui không ông? Ông thấy khán giả ông thả thì rêu thì nó vui mà. Sức khỏe ông có thấy dồi dào lên không? Nói chung là cơm ông ngày nào ông ăn được, về ông thả diều ông ăn được mấy tô cơm. Vui khỏe không sao cả, không ảnh hưởng gì. Chỉ có lợi cho sức khỏe thôi. À chỉ có lợi cho sức khỏe thôi. Cái là hơi đen tí nhưng mà không, không sao. Không có gì đúng không? Ờ. Rồi ông cụ ông ráp diều rất nhanh nha các bạn nha. Trong vòng chưa đây một phút nào đã 3 phút là xong. Xong xuôi. Ráp tốc hẳn luôn chứ không phải là lề. Không có thằng Long Zin. Đấy, ôi dồi, đang gió đẹp lắm. Công trắng này sang đây chơi. Sang ông hả? Nó đi làm mà sao mà nó ghé? Đi làm mà. Đây là hẹn chiều nay là đi. Đó rất đẹp các bạn ạ. Nó ngon lắm. Thằng ngọn cây đang đu rưa này. Đấy. Thấy chưa? Quá đẹp luôn. Đang nhăn 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 đang tranh thủ ráp đuôi. Chàng sáo xong xuôi hết rồi. Nhăn nhăn không hết gió, nhăn nhăn không hết gió. Tóc hành. Đấy, gió rớt luôn cái bát xuống rồi. Đây, ngọn cây, ngọn cỏ có đã. Rồi, bắt đầu thì mình chuẩn bị mình cho bay con này nhá. Gió, gió. Lên nhá. Lên, 1, 2, 3, lên. Ôi, 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 ôi. Đấy, đang bay đấy. Gió rất mạnh luôn. Đồng bay đây. Căng lắm. Đang bơm đây. Maximum luôn. Mấy trăm rồi ông? Chắc hơn trăm rồi. Hơn trăm rồi hả? Trăm rưỡi đấy. Đấy, đang cất đây, cất lên đấy. Đúng rồi, hay. Bên kia nó lên. Bên đấy có gió nào cũng lên đấy. Bên này khí động học đó các bạn ạ. À. Khí động học mà nó có gió nó cũng lên được 3-4 con rồi đấy. Nó có gió nó lên nào. Còn bên này, đấy, còn bên này bên nhiều sáo này. Đó, đang cất lên rồi đấy. Nó đẹp, ngon hơn hôm qua. Đang bơm tiếp. Bơm hết này, hết tốc lực luôn. Công nói chủ nhật là có gió. Mà ngày hôm nay thấy báo đâu có gió đâu. Mà sao giờ ừ, gió lên nó âm. Nó báo cũng không gió mà. Vâng, gió 10 à. Đây lên cao này. Gió hướng này thì chưa thoải mái rồi. 200 mét rồi. 200 mét rồi. 200 mét rồi. Sắp thấy cũng dựng ra rồi. Cháu đi làm ấy, ông bảo ông ra sớm hả? Nhiều khi ông đi làm ông ra muộn. 250 mét à? 250 mét rồi nha, đang bận bơm mút xì mum luôn nha. Nhiều mà nó có gió là nó bơm. À, quá nhàn luôn này. Lên phát là ăn luôn. Đấy, một phát ăn luôn. 200 mấy chục mét rồi, cao phết. Khi đi ra công chứng đến thăm lẫn nhang. Công việc của con xuân sẻ. Thả nhiều cho nó bay cao. Hôm nay bà bảo ông đi thả nhiều chắc là phấn khởi. Bà ông đi đi. Bốc bội miếng chè đậu đen. Đủ sức à. Đúng đói nhưng mà đủ sức kéo nhiều đúng không? Ăn thì muộn. Đấy, đang lấy gạt. Nặng phết rồi, đang nặng phết rồi các bạn ạ. Đang cất rồi.
nặng phết rồi đấy. Bắt đầu bỏ vô máy nhá. Nặng phết rồi đấy. Rồi. Đây. Máy. Cái máy. Máy đây. Bỏ vô đây. Đấy. Máy đấy. Bỏ vô. Đây là máy máy quay nhá. Máy cuốn gia công thủ công. Cuốn gia công thủ công. Nhưng mà hiệu quả hơn máy rất nhanh. Đấy. Vô. Rất... máy rất đơn giản. Lắp ghép vô đấy. Tốc hàn luôn. Thế là quay thôi nhá. Rồi, cho thả thêm tí là cho máy quay. Đâu, này quay này. Ông thả. Thả ra đã xong quay. Thả tay. Này, rồi, thả nhá. Thả này. Tốc đấy, hàn luôn, điểm đỏ đấy. Ba mấy mức điểm, mức đỏ điểm rồi. Rồi. Đấy. Đấy, 300 mét rồi nha. Dừng lại. Dừng lại. Muốn đấy quay vô nha. Quay cho nó căng lên. Căng lên. Vô điểm đỏ. Đó, căng rồi. Cắt rồi đấy. Đó. Đấy, gà vô, cái một đứng ngay. Rất tiện lợi không? Đi cũng đá cho rồi đấy. Quá tiện lợi luôn. Đấy. Hàng độ tốc độ cao. Bình thường thôi. Ừ, rồi, chèn lại nhá. Đây, con dừa của chúng ta đây. Quá đẹp, gió ngon. 300 mấy chục mét rồi, nhỏ xíu luôn. Trên 300 mét rồi. Trên 300 rồi, không thấy gì luôn. Xa. Đây báo nạp đủ 2 tỷ 7 tỷ 8. Thì con ngân hàng báo đến. Nó nói mình vậy thôi, hiểu chưa mà. Nó nói ấy thôi mà. Không dứt nữa rồi. Xuống rồi. Xuống rồi. Rất tiền đầu luôn này. Xuống bốc tận tay ấy. Chui à. Này, rồi, xuống, quá đẹp. Bớt tận tay luôn. Mày áo lệch nè. Thì áo mày áo lệch. Mày rơi thôi.